Đã hơn 20 năm nay, người dân xã Lam Sơn, huyện Đô Lương quen thuộc với dáng người nhỏ bé của y sĩ Nguyễn Kim Long. Cần mẫn, tận tụy, hết lòng vì người bệnh, chưa một thời khắc nào người bệnh cần mà ông không có mặt. Tính thân của bác là tận tình với bệnh nhân, đến tận nhà nói chung bất kể dưa nào bằng kéo bác là bác đều sẵn sàng, đàn sàng là coi như điều trị bệnh nhân đến nơi đến chỗ. Người phụ nữ nhỏ bé này là điều dưỡng trưởng khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện nội tiết. Suốt mười mấy năm trong nghề, chị luôn hết lòng vì người bệnh. Chị xem bệnh nhân như người thân, người nhà của mình. Và người bệnh là trung tâm của tất cả mọi công việc chính của người điều dưỡng. Khoa chúng tôi là có một bệnh nhân là nhúng, thời gian đầu bệnh nhân cũng có những cái chưa hiểu được, cũng có những cái định kiến đối với người y, đối với nhân viên y tế, nhưng mà quá nhiều lần nằm viện và quá nhiều lần tiếp xúc với nhân viên y tế và quay lại là rất là cảm mến cái tập thể nhân viên y tế và các bác sĩ đội ngũ về điều dưỡng và đội bác sĩ ở đấy. Chăm khám các bệnh nhân bị bệnh thông thường đã vất vả, còn với những bệnh nhân không bình thường về thần kinh thì cái khó tăng lên ngàn lần. Khoa cấp tính nữ, Bệnh viện Tâm thần Nghệ An, nơi hầu hết bệnh nhân trong khoa đều có vấn đề nặng về thần kinh nên không kiểm soát hết được hành vi, lời nói của mình. Cũng hầu hết bệnh nhân vào đây đều bị người nhà phó thác tất cả cho y bác sĩ bệnh viện. Mỗi người bệnh một hoàn cảnh riêng, tất cả họ đều có số phận chớ trêu. Vì thế, họ cần sự đồng cảm, sẻ chia từ những người thầy thuốc. Lúc đầu thì em cũng sợ, nhưng sau này thì mình càng tiếp xúc thì càng thấy quý mến bệnh nhân nhiều hơn. Tuy họ vô phá mấy ngày đầu thôi, nhưng mà sau thì họ lại nghe theo mình. Với sự trăn trở, nỗ lực vì người bệnh, cùng với sự phát triển của các bệnh viện tuyến tỉnh, địa phương, thì sự bứt phá của các bệnh viện đa khoa khu vực đã đem lại lợi ích cho người bệnh. Ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An, nơi gần đây nhiều kỹ thuật mới được áp dụng, tạo điều kiện cho đội ngũ thầy thuốc tiếp cận với những phương pháp chẩn đoán và điều trị bệnh cho người bệnh. Chị Lê Thị Huyền, 45 tuổi, ở thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, đã bị viêm cầu thận 7 năm nay. 4 tháng trước, cứ 3 lần trong một tuần, chị lại phải đón xe khách đi xuống thành phố Vinh để chạy thận. Từ khi Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc trang bị máy chạy thận nhân tạo, mọi việc đã trở nên dễ dàng hơn. Trước đấy thì đi Vinh thì vất vả, là tiền xe cộ thì vất vả, là phải ăn uống thì cũng phí thì cũng vất vả, tiền nóng cũng khổ đó. Còn vất vả thì tốn nhiều đường mà, tiền thuốc tiền tháng thì tốn nhiều đường. Thì sau khi lúc có máy về đấy thì mình tháng về đấy thì thần cũng đỡ. Là một tỉnh có đông dân cư với hơn 3 triệu người, để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân, ngành y tế Nghệ An đã có sự nỗ lực lớn trong việc xây dựng cơ sở vật chất, đào tạo đội ngũ. Với việc mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào điều trị, ngành y tế Nghệ An thực hiện việc giảm tải cho tuyến trên cũng như khám chữa bệnh tại chỗ. Tuy nhiên, lộ trình xây dựng ngành y tế Nghệ An xứng tầm khu vực Bắc Trung Bộ cũng đang đặt ra cho ngành y tế Nghệ An nhiều thách thức. Chúng tôi triển khai vấn đề là lấy ý kiến thăm dò của người bệnh. Chúng tôi cho rằng đây là một kênh mà trước đây là vẫn làm, nhưng gần như là thường chỉ làm vào cái dịp cuối năm tổng kết. Nhưng đến thời điểm hiện nay là chúng tôi thành lập một cái tổ riêng của Sở Y tế. Bất cứ lúc nào chúng tôi chỉ thông báo cho đơn vị là có đoàn cán bộ Sở Y tế xuống làm việc, và chúng tôi sẽ triệu tập tất cả, mời tất cả người nhà của người bệnh đến một khu mà chỉ có riêng cán bộ y tế với người bệnh phát phiếu thăm dò. Thế qua phiếu thăm dò chúng tôi cũng thu thập được rất nhiều thông tin. Ví dụ thông tin được của bệnh viện A là đang còn ghi đơn cho bệnh nhân bảo hiểm y tế mua thuốc nhiều. Thông tin ở khoa A, khoa B, khoa C của bệnh viện đang có thay đổi vòi vĩnh. Đấy, thì vừa rồi là những kênh này thì cũng đã giúp cho ngành tăng cường thêm công tác quản lý, giúp cho giám đốc các đơn vị thì là biết được thực trạng của tình hình để điều chỉnh. Đấy. Thì song song đó là chúng tôi tiếp tục đào tạo cán bộ. Và thì hiện nay là đào tạo cán bộ là vừa chuyên sâu, vừa là diện rộng. Và để làm sao đó là đáp ứng được tất cả nhu cầu của người bệnh. 60 năm một chặng đường dài ghi dấu sự trưởng thành của ngành y tế Nghệ An. Cùng với việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, ngành y tế Nghệ An cũng quyết tâm ngày càng tốt hơn nữa vấn đề chăm sóc người bệnh, trau dồi ý đức cho đội ngũ thầy thuốc
và để có nhiều hơn những gương sáng y đức, để thực sự là chỗ dựa tin cậy của người dân khi đến với các cơ sở y tế.